Số 7/78, kinh mạng thù thất lợi, chú tạng trung giảo lược, sở châu công đức, thái dịch đời đường, tần tạng sa môn thích nghiệp tịnh. Bây giờ Bồ Tát mạng thù thất lợi, Pháp Vương Tử, ở giữa đại chúng đứng dậy sẽ là y phục, bày vai hữu, chắp tay cung kính bạch Phật. Kính bạch Thế Tôn, con vì muốn tạo lợi ích cho các hữu tình, nên nói về công đức và phước báo khác nhau của việc cọ trì chuỗi hạt. Cô xin Thế Tôn thương xót cho phép con được trình bày. Phật bảo Bồ Tát mạng thù thất lợi, lành thay cho phép ông nói. Thầy Bồ Tát mạng thù thất lợi bảo, thiện nam, thiện tử nào, hay tụng niệm các Đà La Ni, với danh hiệu Phật, vì muốn tạo lợi ích cho bản thân mình và giúp cho người khác mau thành tựu các pháp để được kết quả tốt đẹp, thì người đó đối với pháp lần chuỗi hạt nên phát tâm thọ trì. Nhưng chuỗi hạt có rất nhiều loại, phải dùng sắt để làm chuỗi, tụng niệm một biến phước cấp 5 lần. Nếu dùng đồng có làm chuỗi, tụng niệm một biến phước cấp 10 lần. Nếu dùng trân châu, san hô thì các loại báu làm chuỗi, tụng niệm một biến được phước cấp 100 lần. Nếu dùng hạt cây hoạn làm chuỗi, tụng một biến được phước cấp 1000 lần. Nếu dùng hạt sen làm chuỗi, tụng một biến được phước cấp 1000 lần. Nếu dùng hạt nhân đà la khư xoa làm chuỗi, tụng một biến được phước 100000 lần. Nếu dùng hạt ô lư đà la khư xoa làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp 100 ức lần. Nếu dùng thủy tinh làm chuỗi, tụng một biến được phước gấp 1000 ức lần. Nếu dùng hạt bồ đề làm chuỗi, hoặc để tụng niệm, hoặc chỉ cầm nơi tay, tụng niệm một biến được phước vô lượng, khó có thể so lường, không thể dùng toán số để tính đếm. Nếu muốn nguyện được sinh về cõi tịnh của chư Phật thì phải theo pháp môn thọ trì chuỗi hạt này. Bồ Tát mạng thù thất lợi bảo, chuỗi hạt bồ đề, người nào cầm nơi tay chuỗi hạt này mà không thể y theo pháp tụng niệm danh hiệu Phật cùng Đà La Ni, chỉ có thể cầm theo bên mình, thì đi đứng nằm ngồi và nói ra lời gì, dù tốt hay xấu, do người đó có cầm chuỗi hạt bồ đề, nên được công đức giống như niệm danh hiệu chư Phật và tụng Đà La Ni không khác, tức được vô lượng phước. Sơ chuỗi phải đủ 108 hạt, nếu khó được thì hoặc 54 hạt, hoặc 27 hạt, hay chỉ 14 hạt. Đây chính là công đức sai biệt nơi số lượng hạt chuỗi. Nhân duyên gì? Ta này viên khen ngợi dùng chuỗi hạt bồ đề được lợi ích hơn hết. Bồ Tát mạng thù thất lợi bảo, chính là trong quá khứ có Phật xuất thế, ở nơi gốc cây ấy thành tựu bậc đẳng chánh giác, kế có một loại một ngoại đạo tài kiến từ đó tam bảo. Ông ấy có một đứa con trai bỗng nhiên bị phi nhân đánh chết. Ngoài đạo nghĩ, ta nay vì tài kiến nên chưa hiểu rõ chư Phật có những thần lực gì. Đứa Như Lai nay đã thành đẳng chánh giác ở nơi gốc cây này. Nếu như cây đó thật là cây thánh, thì phải có cảm ứng liền đem đứa con đã chết đến đặt nằm bên gốc cây bồ đề. Nên nói thế này, cây bồ đề nếu là cây thánh thì con của tôi sẽ sống trở lại. Trong qua 7 ngày đêm tụng niệm danh hiệu Phật, đứa con bèn sống lại và đều rất vui mừng khen ngợi chư Phật có đại thần lực. Ta chưa từng thấy cây Phật thành đạo hiện điềm hy hữu đặc biệt này. Phải đức rất lớn, thật khó có thể nghĩ bàn. Khi các ngoại đạo nghe việc này xong liền phát tâm bồ đề, bỏ tà quy chánh, tinh thần lực trở thành nghĩa bàn của Phật. Do nhân duyên ấy người đời gọi là cây sống lâu và cây bồ đề này. Có hai tên, một cây bồ đề, hai cây sống lâu. Bây giờ Đại Bồ Tát Mạng Thù Thất Lợi giảng nói về việc này xong, Phật bảo lành thay, này Bồ Tát Mạng Thù Thất Lợi, đúng như Bồ Tát đã nói. Khi ấy đại chúng nghe thuyết giảng kinh công đức lần chuỗi xong, đều rất hoan hỷ tính thọ phụng hành.